Bây giờ cái xã hội bây giờ đó, nó bị ảnh hưởng tư tưởng của nước ngoài. Ví dụ như nước ngoài người ta bây giờ nam nam cưới nhau, nữ nữ cưới nhau, các con thấy kỳ không? Nhưng Đức thấy nó kỳ cục gì đâu ấy, trời ơi. Hai người con trai mà làm đám cưới nó kỳ cục. Nghe không? Ví dụ như vậy, như Đức đi tu, người trong chùa mình có nam có nữ, những Đức nói nam có thể động tâm nữ, nữ có thể động tâm nam, và tiếp tục mà tu để vượt qua. Tuyệt đối không thích nam thích nam mà nữ thích nữ, những Đức không thích. Tại vì sao? Vì cái tư tưởng nó gọi là tư tưởng gì? Bệnh hoạn. Và con người như vậy không có làm được một cái việc gì quan trọng trong cuộc đời này cả. Các bạn nhớ nha, nên chơi với một người bạn cực kỳ quan trọng để chọn bạn mà chơi. Mình phải có một cái tư tưởng cực kỳ mạnh, đó là mình không bị ô nhiễm những cái điều sai của người khác. Thì các con phải cần tiếp nhận giáo dục. Khi cần tiếp nhận giáo dục, các con mới nhìn nhận được cái đúng và cái sai, để mà mình biết nhận thức rồi mình sẽ vượt qua. Còn nếu như mình mù quáng, mình không hiểu, thì các con rất dễ bị những cái thứ sai lầm nó dẫn dắt lôi kéo mình trở thành một con người sai lầm. Nên con người phải đầu tiên là lễ phép, thứ hai là phải nói thật. Dù là mình có đói chết đi chăng nữa cũng phải nói thật. Vì cái lời nói thật nó tạo một cái uy tín cực kỳ cao. Người xưa có nói một câu nói rằng là nghèo không sợ, xấu không sợ, chỉ sợ là một con người không có uy tín. Nhớ nghe, một con người khi không có uy tín là không có cơ hội lập được sự nghiệp. Các con đi vô chùa con thấy rõ ràng luôn, những Đức không có một cái kinh doanh gì cả, nhưng mà tại sao những Đức tổ chức rất nhiều chương trình, nhiều lắm. Nhưng hôm nay mà chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị, các con thấy một chương trình không? Ở đâu mà tập trung có người khiếm thị đông không tưởng tượng được, mà rất là nhiều người đặt câu hỏi, ủa ông Đức này, ông làm sao mà ông có thể rủ người khiếm thị mà đông như vậy? Mà nhìn đến cái chuyện rất đơn giản, người khiếm thị họ rất là thích nhìn Đức. Các con để ý đi, nhìn Đức lên, nhìn Đức chỉ cần vừa niệm Phật dứt câu là họ vỗ tay sùm liền. Có nghĩa là duyên đó con. Đầu tiên là duyên đến với họ, họ duyên đến với nhìn Đức liền, thấy chưa? Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là họ rất thích nhìn Đức. Nên những Đức nói như thế nào họ cũng có thể ngồi nghe hết. Họ cười được hết. Gây họ cũng dám buồn luôn. Đó là gọi là gì? Là duyên quá dày với họ. Và cái tâm mình thương yêu thật sự đến với họ. Nên một cái chương trình đến với họ thôi. Mà riêng bản thân những Đức là chúng ta chùa mình tổ chức thôi là bỏ ra 700 triệu đi làm. Riêng chùa mình thôi. Còn rất nhiều người người ta cho tiền họ luôn. Thì các con biết một cái chương trình như vậy là bao nhiêu tỷ bạc. Không có giỡn đâu. Đó, những Đức muốn nói cho các con nghe cái gì được như vậy? Chữ tín. Lòng tin người ta đến với mình, chữ tín sẽ lập nên sự nghiệp. Nên tuyệt đối một con người phải tập nói thật. Dù bây giờ mình có thể mình nói một lời thật này, mà mình không có cái vật chất đó, cũng nói thật. Về sau các con sẽ có tương lai lớn hơn. Đúng không? Đừng nên vì một cái lợi ích nho nhỏ mà nói lời giả dối nha không? Thí dụ như bây giờ á, các con nói lời giả dối với cha mẹ các con, thì các con sẽ nói lời giả dối với tất cả những người khác. Tại vì sao? Tại vì cha mẹ mình các con còn dám nói lời giả dối, thì đối với bạn bè và người khác thấp hơn cha mẹ rất là nhiều. Từ nơi đó đã dối với cha mẹ là dối với người khác. Thí dụ như một người nam, họ nói họ thích mình nhưng họ lại bất hiếu với cha mẹ, thì cái việc thích mình là giả dối. Một người nam hiếu với cha mẹ chân thật thì mới có tình cảm thật sự đến với người khác. Nếu như các con gặp một người nam mà hiếu với cha mẹ họ thật sự, thì họ đến với các con không bao giờ họ bỏ các con. Tại vì sao? Họ có đạo đức. Nếu như gặp một người bạn nói là tôi với bạn rất thân, nhưng người bạn này lại cãi cha mẹ và bắt hiếu với cha mẹ, là không bao giờ người bạn này có nghĩa tình thật sự. Giả dối. Vì sao? Cha mẹ bạn nuôi bạn ra khôn lớn và cho bạn trong cái cuộc sống này, mà tôi với bạn như bèo nước gặp nhau, mà bạn nói rằng bạn quý tôi hơn cha mẹ bạn, bạn cãi cha mẹ bạn đi đến với tôi, vậy thì bạn không thật. Bạn không thật. Cái gốc cây mà bạn quay ngược nó lên trời, còn cái ngọn cây thì bạn đưa nó xuống đất, không đúng rồi. Cha mẹ là gốc cây. Các con phải nhớ đó nghe. Nên một người con hiếu thảo thì mới là con người thật sự, là bạn thật sự tốt. Và nếu là
tình cảm thì mới là thật sự tình cảm. Đối với cha mẹ là trước nhất, các con nhớ đó. Nên nói thật rất quan trọng. Cái thứ hai các con phải học là đó là gì? Tuyệt đối các con không được ăn cắp của người ta. Có nên nghèo cho sạch, rất cho thơm, tuyệt đối không được ăn cắp của người khác. Của người khác rớt không bao giờ lượm lấy. Vì sao? Nếu như mình gieo một cái tâm tham lam là cái nhân của nghèo nàn. Chúng ta ngồi đây mình, chúng ta mà nghèo nàn là do gì? Cái nhân tham của chúng ta, của những đời kiếp trước đã tu cái tham nhiều quá, nên mình mới sanh ra cái quả báo là đời này nghèo nàn. Nên đời này chúng ta phải trồng lại cái nhân duyên lại là không được có lòng tham. Ba điểm này mấu chốt rất là quan trọng để mà lập thân hành đạo và để sống trong cuộc đời này sống có ý nghĩa và sống được đặc biệt tốt. Nhớ nghe, ba điểm này nếu các con mà phạm phải là con sẽ thất bại rất là lớn, đi đâu cũng không làm được gì cả. Thì bây giờ các con cứ nghĩ rằng những đức trình độ lớp 3 có thể làm bao nhiêu sự việc như vậy, là vì từ đâu? Có lễ phép, có uy tín, là không tham lam của người ta. Ba điểm này những đức gây dựng thì tự nhiên những đức làm được những việc có lợi ích trong cuộc đời này. Còn mình con gái càng ngày càng lớn rồi phải tập cái gì? Kỹ lưỡng. Con gái mà ở dơ là tụi thua luôn, con hiểu không? Con gái thì phải kỹ lưỡng sạch sẽ. Dù bộ đồ của mình, bộ đồ nó không phải là hàng hiệu, bộ đồ dởm, nhưng mà bận bộ đồ là phải sạch sẽ. Bận đồ xong là phải giặt đàng hoàng, chứ không phải bận đồ xong rồi ngồi lại nhét vô gốc cây, gốc cột hay là lu gạo. Là biến á, là biến con chịu giặt đồ, bận đồ dơ xong ngồi nhét. Đây có đứa nào vậy? Đưa tay coi. Không dám đưa tay đâu, mắc cỡ vậy đó. Đúng không? Nhưng mà nhắc nè, không có được ở dơ đâu. Con gái mà ở dơ nhìn nó kỳ cục lắm. Thí dụ như con trai con gái như vậy, ở dơ là thấy bày hày à. Bây giờ các con thích người ở dơ không? Các con thích người kỹ lưỡng không? Bây giờ thí dụ như giờ móng tay các con thôi, để móng tay dài mà dính đất hay là ở dơ hay là kỹ? Dơ. Dơ, thấy không? Rồi nhìn xuống bàn chân thôi, cái ngón chân là móng dài mà đen thui là biết ở dơ hay là kỹ. Rồi nhìn cần cổ đóng hòm đắt không là ở dơ hay kỵ. Thấy không? Bây giờ mình không có được đẹp nhưng mình phải sạch sẽ, mình phải kỹ lưỡng. Đó. Tóc tai cho nó gọn ghẽ đàng hoàng. Chứ mà gọi là tóc tai nó bùm sùm như là ma lè nhìn cái gớp. Nên con gái là phải kỹ lưỡng gọn ghẽ sạch sẽ. Rồi đồ đạc giặt phải giặt cho sạch, tập giặt cho sạch sẽ. Chứ không phải là đồ để vào thao cái bớp 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 bớp. Liên qua cái thằng kia, dò phơ. Giặt đồ xong, phơ xong rồi ngửi đồ hôi rình, đó là ở dơ, giặt không sạch. Có những đứa giặt rất là làm biếng, giặt đồ mà nó dò nó sợ đau tay, nên nó bớp phờ. Vậy gọi là gì? Ở dơ. Giặt đồ mà giặt cho nhanh, chuẩn bị đi chơi, giặt cho nhanh, giặt lia giặt lìa, thấy không? Nó còn chà tay chà chân thì bằng chảy, lúc chà mà đi chơi thì thôi lia lịa, chứ tắm không biết kỳ mình mãi sạch sẽ, đó là gì? Ở dơ. Nên con gái càng lớn thì mình cũng gọn ghẽ sạch sẽ, tập từ khi còn nhỏ. Các con mà tập từ khi còn nhỏ kỹ lưỡng sạch sẽ thì sau này các con sẽ đảm đang nhiều thứ việc lắm, hiểu không? Đảm đang nhiều thứ việc là mình tương lai là một người nữ, tương lai là một người vợ, tương lai là một người mẹ, thì phải lập trường một con người nữ nó phải có tố chất của một người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ. Những đứa nói cho các con nghe, xã hội bây giờ vì sao nó không có một gia đình hạnh phúc, là vì sao? Vì nó không có một người nữ đảm đang, nó không có một người nữ mà biết dạy con, và nó không có một người nữ ở trong nhà. Người nam cũng đi kiếm tiền, người nữ cũng đi kiếm tiền, vậy nhà này còn gia đình đâu? Không còn gia đình nữa.
nên người ta kiếm tiền cho nhiều nhưng mà về gia đình người ta tan nát hết trơn. Vậy thì kiếm tiền nhiều không có ý nghĩa gì. Bây giờ các con ngồi trong đây có những người làm cha làm mẹ, các con lo đi kiếm tiền, về nhà bắt đầu là lục đục, bữa nào có tiền thì cười hú hí, bữa nào không có tiền thì gì có khi chữ lộn nhau sùm. Họ lao đi kiếm tiền, họ quên mất tiêu đi cái chuyện giáo dục con người đến với con người. Đúng là người đàn ông là kiếm tiền, người đàn bà là phải lo gia đình. Cái vai trò nó phải đúng như vậy đó thì nó mới có một gia đình hạnh phúc. Còn nếu ai cũng lao đi kiếm tiền thì con gỡ đâu? Nhà trẻ. Cha mẹ mọi người mọi hướng đi kiếm tiền, con gỡ nhà trẻ. Hừng sáng mở mắt ra là mọi người đi kiếm tiền. Gia đình của mình không có sự thời gian gần gũi đầm ấm. Đứa con càng ngày càng trưởng thành lớn khôn. Đứa bé này đang tuổi dậy thì đang lớn lên, nhưng nó không được cha mẹ kìm cặp dạy dỗ đàng hoàng. Vì tuổi dậy thì nó rất là thay đổi về tư tưởng, thì các con rất dễ gặp những người bạn không phải để mà đưa vô tư tưởng các con những điều sai lầm. Nên khi mà tuổi dậy thì tuổi này là phải được sự dạy dỗ nghiêm túc, để con người nó có một đường hướng chỉ dẫn đàng hoàng để đi đến cái chỗ tốt đẹp đặc biệt. Còn nếu như bây giờ các con sáng đưa tiền đi học, các con muốn học, học làm sao kệ các con. Cầm điện thoại muốn bấm cái gì coi thì bấm. Thì bao nhiêu tư tưởng các con bỏ vào cái chiếc điện thoại đó, coi đủ thứ ở trong đó. Coi giết rồi trong cái tuổi dị thì này các con sẽ bao nhiêu tâm lý nó nổi lên. Bao nhiêu thứ tâm lý nó nổi lên. Mà tâm lý thứ bậy bạ nổi lên thì nó làm cho các con tâm trạng bị rối bờ, mất đi sự thông minh và trí tuệ. Thì sở học các con là học ra phù phiếm, bỏ đại bỏ càng, rồi con mình sẽ tự giao du với bạn bè yêu đương tùy tiện, rồi con mình vì tuổi nhị thì này nó không kiềm chế được tâm tư thì cuối cùng đi đến cái chuyện tư thân mất nét. Thì cha mẹ kiếm tiền về mà gia đình tan nát rồi thì làm sao có hạnh phúc đâu. Nên con người cần được cái gì? Cần được giáo dục, cần được giáo dục quan tâm lo lắng và thương yêu, và nó có một quy tắc trong cái cuộc sống thì cuộc đời của con tương lai đặc biệt lắm, tương lai rất là đặc biệt. Nên ba cái điều mà những đức nêu hồi nãy đó, một là lễ phép, hai là các con nói lời thật thà, ba là các con không được tham lam của người ta. Rồi bây giờ điều thứ tư là các con phải sạch sẽ kỹ lưỡng đàng hoàng. Điều thứ năm là các con phải tiếp nhận được giáo dục. Vậy thì con người rất là đặc biệt trong cuộc sống. Các con giao tiếp với ai cũng là người đặc biệt hết chứ. Vì sao? Vì khi giao tiếp các con biết nói chuyện, đúng không? Ví dụ như một con người mà khi giao tiếp với bạn bè mà biết nói chuyện, các con biết nói lý luận về sự việc của cuộc đời nhân sinh, thì các con ở vị trí nào các con cũng là một vị trí cao hết. Đi chơi với bạn bè các con luôn luôn là lãnh đạo không? Một con người từ nhỏ mà có tố chất của lãnh đạo thì lớn lên là người lãnh đạo. Một con người lãnh đạo là tư tưởng sao đó con? Khi chơi với bạn bè lúc nào mình cũng là người chỉ điểm và dẫn dắt những điều tốt đẹp. Khi ngồi mà nói chuyện tầm bậy tầm bạ thì có khi mình không chen vào, nhưng khi mà kết luận tới mình là những điều đặc biệt và tốt đẹp. Vậy thì tố chất đó gọi là tố chất gì? Lãnh đạo. Còn nếu như mà gặp nhau có nói chuyện tầm xàm bắt láp, cái son này gì, hộp kem kia gì, kiểu tóc này gì, sơn móng tay kia gì, thì tức khắc trở thành một người nữ quá tầm thường. Trong cuộc đời chỉ biết như vậy thôi. Có nghĩa là cả đời chỉ biết trang điểm như vậy để gì? Để cho đàn ông nhìn thôi. Vậy thì cuộc đời con người mình không có một tư tưởng vươn lên cái điểm cao của nó. Chúng ta dù là một người nữ đi chăng nữa, nhưng chúng ta cũng phải tố chất của một con người để mà sống làm sao có ý nghĩa của cuộc đời chứ. Đâu phải chúng ta là một người nữ lớn lên rồi chúng ta phải đi có chồng, rồi chúng ta phải sanh con, rồi chúng ta không biết gì về cái chuyện giáo dục, về nhân sinh sống. Vì thì cuộc đời con người không có gì đặc biệt cả. Nó những đứa gặp đó, hai người bạn này đi vô chùa, những đứa hỏi hai bạn làm việc gì. Nó làm việc cho công ty nước ngoài. Những đứa hỏi một tháng làm được bao nhiêu tiền. Họ nói một tháng làm được 12 triệu một tháng. Những đứa hỏi giờ giấc làm sao. Họ nói là một tuần thì từ 6 giờ chiều làm cho tới 6 giờ sáng, không nghỉ ngơi gì cả, nguyên một tuần. Rồi tuần sau là từ 6 giờ sáng làm tới 6 giờ chiều, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có ăn cơm nửa tiếng, còn tất cả thời gian đó làm việc hết. Những đứa hỏi họ như vậy, từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng làm như vậy, cực lực như vậy, rồi bằng ngày làm cái gì? Họ nói là làm xong về rất là mệt, rất là mệt, đi kiếm cái gì ăn, về phòng ngủ một giấc một cái cho tới 4-5 giờ chiều. Những đứa nói ủa, một con người sống như vậy, không lẽ chúng ta đi làm một con người trở thành một bộ máy? Các con biết rằng là có nhiều đất nước hiện tại trên thế giới như đất nước Nhật hay một số đất nước như Hàn Quốc được,
các con biết rằng là họ làm việc á, bây giờ họ không về nhà luôn, thời gian của họ làm việc là làm luôn ở công ty luôn, tại vì họ nói rằng thời gian đi về nhà, thời gian rất là bỏ nhiều thời gian, nên họ phải ở đó và làm việc luôn để mà có tiền nhiều. Vậy thì con người trở thành một công cụ, trở thành một cái người máy biết làm việc, và về mặt tâm tư của họ thì họ không có cảm giác của niềm vui của cuộc sống. Vậy thì cái kiếm tiền nhiều để làm gì? Cuối cùng cái kiếm tiền nhiều, thời gian chúng ta bệnh hoạn, rồi cuối cùng chúng ta dùng tiền này vào bệnh hoạn thì chịu thua. Nên cuộc đời con người có cái gì của niềm vui? Đó là nhân sinh sống, là không cần phải quá làm nhiều, không cần nên quá làm nhiều, mà cái quan trọng nhất là gì? Là phải bồi dưỡng được về mặt tâm linh của nội tâm, lễ phép, vui vẻ, quan hỷ, gặp người cái là giống như mình là đóa hoa, gặp người là thấy thích liền, thấy không? Còn nếu như bây giờ mà mình như bộ máy làm việc, làm việc giết người ta, gặp mình một cái thấy giống như là nó nặng nề. Một con người mà tối ngày công việc nó quá nặng nề, người ta gặp mình người ta nặng nề dữ lắm, tại vì mình chỉ là công việc, mình không có niềm vui, vậy thì làm sao có được hạnh phúc? Nên từ nơi đó mà các con tập, còn nhỏ này nè, gái đang lớn lên nè, thì các con điểm chính là kỹ lưỡng sạch sẽ, hay không, gọn gẽ nè, đồ đạc bằng móc làm sao đàng hoàng, xếp làm sao. Cô Nhật á, kệ các cháu vô đây thì có được thời gian này, chúng ta hướng dẫn các cháu để ảnh hưởng cả đời của các cháu. Như hôm nay nè, ngày khiếm thị các con thấy không, ngày nay các con tôi hút tu duyên rất là nhiều. Các con ở đây cháu nào ngày nay mà các con nắm tay dẫn người khiếm thị đi đâu đưa tay nha. Cũng một số đứa được để tay đi con. Còn mấy cháu thì không dám dẫn hả con? Phát cơm. Cháu nào phát cơm đâu đưa tay coi. Bánh phát cơm đâu đưa tay coi. Rồi để tay đi. Đó là những cái tu phước tu duyên. Và các con bữa nay các con có nhìn nhiều người khiếm thị vừa bị mù mà vừa bị cụt tay cụt chân không các con? Có không? Các con thấy cái chú Tường Văn á, hát ca cổ á, ổng vừa khiếm thị hai con mắt mà ổng vừa cụt hai cái tay luôn, mà những đức Tường nói là hai cái tay cũng là hai cái cù loi đó con. Nó cụt hai cái bàn tay, nó còn cù loi này nè, thấy không? Bây giờ các con thấy rằng là cái hạnh phúc rất lớn của con người ta là có được đôi mắt sáng, ví dụ như bây giờ cặp mắt của mình có thể nhìn được mọi người, bây giờ các con nhắm lại các con thấy được cái gì? Bóng đêm, bóng tối hù, tiên hoa ơi, tiên hoa ơi, Diệu Nghiêm ơi, đuôi còn thấy gì nữa giờ tiêu rồi, đúng không? Cái quan trọng vô cùng của con người ta là gì? Có được cặp mắt sáng. Vì mà người ta bị khuyết đi cặp mắt. Rồi các con coi, một đời con người cũng là một con người, đến thế gian này người ta bị tàn tật như vậy, người ta không còn nghĩ gì một cái tương lai cuộc đời, người ta chỉ nghĩ rằng là hôm nay người ta có được cuộc sống và người ta có được một chút đỉnh tiền là người ta rất mừng rồi. Nên mình tổ chức cái chương trình này, mình đưa lên một tư tưởng cho người ta, để có một cái tư tưởng gì trong cuộc đời người ta, dù là người ta tật nguyền, gọi là tàn mà không phế, đúng không? Nên mình đưa cho người ta là một cái tư tưởng. Nên những đức nói rằng cái phước lớn nhất của một con người đó là gì? Biết đưa tư tưởng cho một con người, giúp cho con người ta phấn đấu lên, đừng bao giờ chịu chết với số phận. Nhớ nghe các con, nhớ này, cả cuộc đời các con đừng bao giờ để chết vì số phận, đừng bao giờ bị một cái số phận gì đó buộc ràng các con trở thành một con người mà tiêu cực. Không nên như vậy. Chúng ta chỉ cần có một cái tư tưởng vượt lên chính mình, nội tâm của mình luôn luôn bình tĩnh và sống một ngày phải có cái niềm vui, thì tức khắc các con có tương lai là chắc chắn 100% luôn. Cái người khổ đau nhất đó là cái người gì các con biết không? Ví dụ như cha mẹ bất hòa, cha mẹ không hòa thuận, cha mẹ ly dị chia tay, gia đình có những hoàn cảnh ngặt nghèo gì, tự nhiên chúng ta đi vào cái trạng thái tiêu cực và buồn chán, không nên. Tại sao chúng ta lại như vậy? Việc đó là việc của người ta, còn việc của mình là mình phải sống. Mình đang lớn khôn và mình phải tiếp nhận cái lối sống của cuộc đời của người mình. Thì cái chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ, còn chuyện của mình là phải sống đặc biệt để tương lai làm chi? Để tương lai chúng ta còn có thể gánh vác một gia đình.
Còn nếu như chúng ta bị tiêu cực luôn vậy thì gia đình này ai gánh vác đây? Nên mỗi một con người chúng ta, các con phải nhớ rằng đừng bao giờ bị một cái gọi là một cái hoàn cảnh hay một số phận gì đó mà buộc ràng chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh rằng tại cha mẹ như vậy, tại gia đình tôi như vậy, rồi tôi phải như vậy. Không nên. Mình là mình phải vượt lên chính mình. Mình không nên bị số phận và sự buộc ràng của người làm cha làm mẹ khi mà lỡ gặp những sự cố gì trong cuộc đời mà làm cho bản thân mình và nội tâm mình bị tổn thương. Cái con lấy này chứ nó ra, lấy ra, và chúng ta phải tiếp nhận một cái lối sống cực kỳ đặc biệt, mới mẻ nhất trong cái cuộc đời này. Như vậy thì mới hay. Chứ đừng bao giờ nói rằng là tại gia đình tôi như vậy, số phận cha mẹ tôi như vậy, mẹ tôi không đàng hoàng, cha tôi không đàng hoàng, rồi tôi bây giờ tôi buồn chán, tôi nản lòng quá. Đừng nên như vậy. Cái chuyện đó là chuyện nghiệp duyên của người ta, còn chuyện của mình nè, bản thân của mình nè, mình phải nuôi làm sao một cái tâm mình cho nó đặc biệt, vậy mới hay chứ. Nên cái lối sống của một con người nghe đạo nó sống tuyệt vời lắm, nó sống rất là tự tại. Ngày nào những đứa cũng rất là có niềm vui nhiều, nên cái năng lượng của những đứa nó đầy lắm, nên lúc nào nói chuyện cũng hừng hực cái tâm lên vậy đó, giống chiền lửa, các con hiểu không? Cũng như những đứa coi qua cái vị mà chàng nít ha, tụt tay ha, tụt tay, còn hai cái chân thì cũng hai chân dịch đúng không, chân nhỏ xíu mà như vậy mà vượt lên chính mình ghê thật chứ. Nhưng mà ông có những khoảng thời gian là như ông muốn kết liễu cuộc đời và tự tử, thấy rằng cuộc đời mình sanh ra đời tại sao lại thê thảm như vậy. Ôi các con đo tay ông chuột ngang cái này đi. Rồi chân của ông thì nó có chút xíu à, tí tí à, con người giống như có một khúc gì à, hiểu không? Ôi có những lúc ông chán nản vì mà ông coi được một cái quyển sách mà cũng có một người tặng quyền như vậy mà vượt lên chính mình. Vậy mà chàng nít quyết định vượt lên chính mình luôn. Rồi ông tự gây dựng ông tập ông tất cả những sự việc trong cuộc sống hàng ngày, thao tác làm sao ông làm được hết, từ đánh răng cho tới việc gì và những cái chương trình thể thao sao ông làm được luôn. Nghĩa là ông rèn luyện ông tất cả mọi mặt, ông rất giỏi, vì mọi mặt giỏi vô cùng luôn. Có nghĩa là cái khả năng ông như vậy mà cái chân dịch của ông mà ông đánh máy tính là cái người mà đánh bằng tay đánh bằng ông luôn, kinh khủng không? Mà ông hình như là ông bên bất động sản hay là cái ngành gì đó, ông rất là giỏi. Nó mà mọi người tập nguyền như vậy đó các con. Rồi ông có những cái mơ ước của ông, sau này ông sẽ có một người vợ mà vợ của ông phải là người mẫu. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Một con người như vậy, bản thân của mình mà như vậy, mình nói rằng trời ơi, chắc mình không dám nhìn người khác luôn á. Tại mình nghĩ rằng mình làm sao dám trèo cao, đúng không? Vậy mà con người vướng lên mình, người ta nghĩ rằng tương lai người ta sẽ lấy vợ người mẫu luôn. Mà thiệt sau này ông lấy vợ người mẫu, vậy mà sanh ra ông được hình như là 3-4 đứa con. Rồi ông đi khắp nơi trên thế giới nha, ông đi giảng thuyết, ông đi qua Việt Nam mình luôn, sinh viên trường đại học của này kia đều đến nghe ông giảng thuyết rất là nhiều. Mà ông đi đến đâu là ông truyền lửa đến đó. Tất cả những sinh viên, những con người mà sống mà không có lý tưởng thì nghe ông là nhất định sẽ có lý tưởng. Tại vì sao? Nhìn ông mà còn làm được những việc như vậy, còn mình làm sao mà không làm được. Cuối cùng mình vươn lên chính mình, mình thấy mình tự tin rằng mình sẽ làm được những việc gì mình muốn làm. Như ông tặc nguyền như vậy mà còn làm được. Vậy mà ông đi khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu quốc gia. Vậy mà ông đi giảng thuyết, ông đi đến đâu là người ta đều nghe ông, mà ông nói chuyện vui vô cùng, mà ông nói chuyện rất xác thực và tư tưởng luôn. Nên người ta nghe và ta tiếp nhận ông. Ông rất là giỏi, ông rất là thành đạt. Tại sao chúng ta lại thất bại như vậy? Mỗi ngày cầm chiếc điện thoại bấm tầm bậy tầm bạ, mất thời gian chơi trong chiếc điện thoại. Vậy biết cái điện thoại phải chi mà các con bấm điện thoại mà tự nhiên nó ra gạo thì các con ăn thì cũng nên bấm. Còn này bấm điện thoại mà cha mẹ nấu cơm cho mình ăn thì đừng có bấm. Mình dành thời gian để đi phụ cha mẹ còn hay hơn. Nè, từ nơi đó mà tối ngày mà cầm chơi chiếc điện thoại với là các con tiêu cực đó nghe. Tại vì sao? Vì không biết được xung quanh con người ta đang cái gì. Chúng ta đang sống đây là bao nhiêu đôi tay con người giúp đỡ, vậy mà mình chỉ biết cái chiếc điện thoại à. Rồi tới giờ cha mẹ nấu ăn cho mình xong hết trơn, dọn lên kêu mình ra, con ra ăn cơm chút đi, ra ăn liền đi nè, cơm ăn gạo cơm đồ nè, đồ ăn nóng nè, con ra ăn liền đi.
một chút đi, đẩy đại đi. Nếu như các con có một cái hành động như vậy đó nghe. Tại không? Mà có gì không? Không là được. Còn có là thua. Có đó chứ mà không có đâu. Có những đứa có. Giờ các con nghe gì nè, nó đột phá thẳng vào nội tâm của con luôn. Suy nghĩ lại, chúng ta cầm cái chiếc điện thoại sử dụng là một chiếc điện thoại tương đối đơn giản, hoặc là dùng một chiếc điện thoại gì đi chăng nữa cũng đừng nên dành quá nhiều cho chiếc điện thoại, mà các con nên coi cái hoàn cảnh xung quanh đang cần mình cái gì ở trong nhà này. Một đứa con gái càng ngày càng lớn rồi, tập nấu ăn nè, tập dọn dẹp nhà cửa nè. Bây giờ bản thân các con mà sạch được thì các con nên tạo hoàn cảnh sạch đi. Còn nếu như chỉ biết sạch bản thân mà ở dơ hoàn cảnh thì thua rồi, làm cho hoàn cảnh dơ giấy là thua rồi. Mới lớn gì thôi là nó tập kỹ lưỡng sạch sẽ nè. Nhỏ nhỏ gì nè, thấy không? Đây, nhỏ nhỏ này nè, phải gọn ghẽ sạch sẽ từ lúc còn nhỏ này. Mặt sao chầy chùa ơi con? À, chơi với bạn mà mặt chầy chùa. Các con nhớ nè, từ một cọng tóc, từ một làn da của chúng ta là đang dai mượn của cha mẹ. Chúng ta không có gì, một cái lý do gì mà để mà gọi là để xúc phạm tới cái bản thân mình được. Tại vì cha mẹ mình thương mình vô cùng, mình làm cho bản thân bị tổn thương là mình đang làm tổn thương cha mẹ. Đúng không? Nên mọi một đứa phải biết thương bản thân của mình. Đi đến đây ở đây là đang sống một cái lối sống tự lập. Tập ở đó đang sống tự lập. Tự nè, giặt đồ nè, rồi phải theo cái tổ chức của chùa chiền. Rồi tới giờ ngủ đi ngủ, tới giờ ăn đi ăn, tới giờ thức dậy đi tu. Đó là một cái lối sống tự lập và có một lối sống mà tổ chức, hiểu không? Nên từ nơi đó vô đây là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Thí dụ như bây giờ thời gian nghỉ hè, mà nếu như các con ở ngoài đời thì làm sao các con có được những thời gian này? Nếu như các con ở nhà các con thì bây giờ các con rảnh thì các con đi ngủ, hoặc bấm điện thoại, hoặc đi chơi, hoặc là có những đứa có ghẹ thì ghẹ dẫn đi chơi. Con ghẹ, biết con ghẹ không? Ghẹ là con gì? Ghệ. Hiểu không? Vậy thì nó dẫn đi chơi. Trong cái mùa hè này nghỉ ngơi, chúng ta lại hao tổn bao nhiêu năng lượng của mình, hiểu không? Nên từ nơi đó mà thời gian đi vô đây thì được sự trải nghiệm nhiều. Các con được làm việc, các con được lau bàn, các con được phục vụ đại chúng, các con được chăm lo các cụ già, hỏi han người và được nghe giáo dục, và được công phu niệm Phật, đem tất cả những điều tốt đẹp này hồi hướng cầu an cho cha mẹ, cầu siêu cho ông bà, cầu nguyện cho toàn thế giới kiếp nạn quá giải bớt đi. Từ cái tâm địa thiện lành này của các con là sanh phước duyên cực kỳ lớn luôn. Ngày mai tiếp tục chúng ta ngày Chủ nhật, cộng tu người ta về rất đông ngày Chủ nhật. Đây là cơ hội đi tu phước tu duyên. Nên một con người mà biết tu phước tu duyên, khéo tu phước tu duyên thì nắm bắt cơ hội liền. Các con biết rằng những đức đi vô chùa thời gian 3 năm đầu thôi là những đức đã kết được nhân duyên rất lớn đối với công chúng. 3 năm. Và tất cả những sở học của những đức phần nhiều toàn là cái gì các con biết không? Toàn là tự học không đó. Ví dụ như ngày xưa những đức đọc sách của Khổng Lão Phu Tử, những đức đọc qua một quận thì những đức chích lục tất cả những văn tự hay để lại hết, để xem thường xuyên, nên dạy cái lớp để tứ quy. Rồi những đức á, đọc sách là những đức thường chích lục đi những công đoạn hay, ghi ra được mấy quyển sách, rồi coi lại, rồi khi ngồi nói chuyện là tự ngồi nói chuyện, rồi đặt cái máy quay phim rồi quay lại rồi coi mình nói chuyện sao, những động tác sao để tự nhiên, rồi từ từ tự học. Các con biết rằng tất cả các ngành khó nhất là ngành gì? Giảng sư khó nhất. Tại vì sao? Làm dâu chăm họ. Người ta ngồi dưới bao nhiêu ngàn con người mà các con có thể làm sao mà nói chuyện phù hợp cho bao nhiêu ngàn con người đó mà người ta nghe, mà ta chấp nhận ngồi nghe, không bị liệng cùi bắp lên. Thì các con biết thảo vấn đề chứ đâu có đơn giản. Thí dụ như mình bình thường mình gặp một con người để đối thoại nói chuyện thôi nè. Vậy mà mình nói chuyện làm người ta mất lòng kìa. Chứ đừng nói chi mà các con nói chuyện với bao nhiêu ngàn con người mà ta ngồi mà ta vui, người ta vỗ tay, người ta mừng vui khi người ta ngồi nghe tiếng rưỡi hồn. Không đơn giản như các con. Ngày mai các con để ý coi, người ta về rất là đông, mà trong đó rất là nhiều người trí thức, học thức rất là cao, địa vị, điều kiện giàu sang, rất là đông người như vậy. Mà ta về người ta ngồi, người ta nghe những đứa nói chuyện tiếng rưỡi đồng hồ, mà ta cười ngã nghiêng ngã ngửa. Đó là một cái nghệ thuật sống.
Còn mình bây giờ mình nói chuyện với một người mà tại sao là mắc lòng người ta? Tại vì cái hành động của mình chỉ biết mình mà không biết bạn khác. Các con nhớ nè, một cái lối sống của một con người si mình ra người, những gì mình không muốn thì đừng đem cho người ta. Ví dụ như giờ các con thích những lời nó ngọt ngào và dễ thương không? Thích tại sao các con đem cái lời đó cho người khác? Vì mình thích những lời ngọt ngào dễ thương à, như vậy thì tại sao mình không đem cái lời ngọt ngào dễ thương của chính mình để cho người ta? Mình cho người ta rồi người ta mới đáp lại tình mình, người ta nói những lời ngọt ngào dễ thương với mình. Còn bây giờ mình đem những lời nói làm cho người ta đau lòng thì người ta sẽ đem những lời nói đau lòng dành cho mình liền. Nếu mình không thương người ta mà kêu người ta thương mình thì chuyện này không có đâu, hiểu không? Nên trong cuộc đời con người chúng ta phải biết đem tình thương đi đến với người khác, rồi người khác sẽ đem tình thương đến với mình. Nói gì không phải là các con gặp ai các con cũng yêu người ta, không phải. Thương đây là tình thương của một con người đến với một con người, và con người đến giúp một con người khi chúng ta cần thiết được giúp, chứ không phải là nói tình thương yêu. Rồi nghe thầy nói vậy rồi bắt đầu là về, bắt đầu là đi học được. Thằng này nó đến chọc thì cũng thương, thằng kia chọc cũng thương. Hỏi tại sao? Vì thầy nói là phải đem tình thương đến với tất cả các bạn. Cuối cùng thì nó chia ba xẻ bảy, nó cắt thịt mình cũng còn miếng thịt luôn. Tại vì mình chia quá nhiều, đúng không? Đó. Rồi bây giờ các con đi học, các con có thấy những người nữ mà ở trong trường học mà họ được dễ thương một chút, mà họ có hai ba người bạn trai không? Có. Vậy thì những đứa hỏi các con là các con là một người con gái mà các con có hai ba người bạn trai, vậy các con được lợi ích gì? Lợi ích gì các con? Các con được lợi ích không? Nó không được lợi ích cho các con, mà nó còn làm giảm đi cái nhân cách của các con. Mà một người nữ mà như vậy thì về sau có chừng các con có nhiều chồng. Tại vì sao? Vì một lúc mà muốn bắt cá mấy tay, hiểu không? Chúng ta quyết định bắt một con cá là một tiêu chuẩn vô cùng, thì chúng ta sẽ bắt được con cá. Nhưng nếu con cá này chưa bắt được mà cũng muốn bắt con cá kia, cuối cùng chúng ta không có con cá nào. Thấy chưa? Thường là tham là thâm à. Thường là như thế nào dễ thương chút, thằng nào chọc cũng thấy dễ thương, cuối cùng không quyết định là chọn ai, cuối cùng người ta bỏ rơi mình không có ai cả. Nên con người đừng nên có cái tâm đó, mình là người nữ, mình phải đàng hoàng, nghiêm túc. Trong cái lúc đi học này mình phải đàng hoàng. Chứ bây giờ các con đi học các con thấy có nhiều người, bạn nữ nó thấy rõ ràng luôn. Mà khi mình không hiểu mình còn ngưỡng mộ nó nữa nghe. Mà nó chứng tỏ rằng là nó được nhiều người thương. Nhiều người thương. Nào, thằng này cũng thương, thằng kia cũng thương, thằng nọ cũng thương. Rồi thằng này mua đồ ăn, thằng kia mua đồ ăn, thằng nọ mua đồ ăn. Thì nó mua đồ ăn cho mình thì nó phải đòi hỏi, đúng không các con? Bây giờ ví dụ như nó mua một món quà nó tặng các con, nó có đòi hỏi không? Làm gì nó không đòi hỏi. Không lẽ nó cho không? Nó cho là đi về. Chắc thằng này ăn chay trường quá. Đúng không? Thôi các con à, mình nhớ trong cái cuộc đời thì cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Các con đừng có dễ nhận quà của người khác. Khi nhận quà của người khác là các con đã tiếp nhận rồi, đã tiếp nhận cái sự thiệt thòi rồi đó. Nên không có được tùy tiện nhận đồ của người ta. Ví dụ như tự nhiên sao bạn tặng đồ cho tôi, tôi có lý do thì tôi nhận đồ của bạn công không như bạn, kỳ cục. Tự nhiên bạn tặng cho tôi, tại vì bạn tôi quý bạn thôi. Được rồi, bây giờ mình còn đang đi học, thôi cha mẹ mình rất là khó khăn bạn à, lo cho mình đi học thôi là khó khăn rồi. Bạn cũng chưa có làm gì ra tiền đâu, thôi bạn mua đồ cho tôi cũng tiền từ của cha mẹ thôi, tôi không dám nhận đâu. Thôi là bạn đem món đồ này về tặng cho mẹ bạn đi. Nói câu này những em chắc nó dễ thương muốn chết được luôn. Tại vì sao? Vì nhỏ này sao nó đặc biệt kỳ cục với trời. Xưa thì chưa từng thấy đứa gái nào vậy luôn á. Nó nói hay quá, có lý. Nếu bây giờ mình đang xài tiền của cha mẹ mình, bây giờ bạn sau này đi, bạn ra trường bạn học cho đàng hoàng đi, rồi bạn đi làm đi. Lúc đó cái tháng đầu tiên mà bạn làm, bạn mua quà bạn tặng tôi nhận. Tại vì đây là cái công của bạn, đến với tôi nhận món quà. Nó có nghĩa là cũng quý nhau, hiểu không? Còn nếu như bây giờ mà tiền của cha mẹ bạn làm cực khổ mà tôi á, mà nhận đồ của bạn tôi con không có được đâu. Thôi bây giờ món quà này tôi xin chuyển lại, bạn nên cầm về đưa cho mẹ bạn đi. Trời ơi, món quà này cho nàng mà sao cho mẹ được. Hỏi cái gì trong đây, cục xà bông thơm, hỏi gì cho mẹ tắm đi. Hiểu không? Mình không có nhận như vậy được. Các con nghe rõ nha.
chứ không phải là tự nhiên bây giờ người ta cho là mình nhận, cho là nhận à, mình nhận món đồ của người ta là mình thiếu nợ người ta rồi. Không có nên. Thiếu nợ thì phải trả nợ à, thiếu tình thì phải trả tình nè à. Mình lừa tình người ta thì sau này mình cũng phải trả tình à. Thí dụ như bây giờ các con á, không thương người ta mà các con cũng muốn giữ chân người ta, có không? Có người gì không các con? Không thương mà vẫn phải giữ tình. Giữ chi ạ? Giữ đừng sai khiến người ta chơi vậy đó. Giữ rằng á, ra vẻ rằng là tôi là được nhiều người ngưỡng mộ á, hiểu không? Thì tội lỗi lắm, tại vì mình không nghe đạo thì mình làm gì? Chứ nghe đạo rồi mình hiểu đây là điều tội lỗi. Thí dụ như một người ta thương yêu mình, người ta nói lên người ta thương yêu mình nói là không, tôi không có tiếp nhận được tại vì tôi đang đi học. Mình viện một lý do gì rất là khéo léo, đang đi học, lo học hành đàng hoàng, không có muốn nghĩ đến những việc này, thôi bạn đừng có nghĩ đến việc này nữa. Nói thẳng với người ta, chứ đừng có cái việc mà người ta thương mình, người ta nói thương mình mà tự nhiên mình tiến không tiến, lùi không lùi. Mình cho người ta cơ hội mà kiểu mà tiến lùi không lùi á, để nào là mình kêu bạn làm giùm đó chuyện đó cho tôi, bạn chạy xe ngoài kia mua đồ giùm tôi, hoặc là lễ lọc mua đồ cho tôi cái này kia đồ, hoặc là nó đi đến nhà mình hai ba thằng nó rình rập xung quanh nhà mình đồ, trời ơi cái gì. Thôi cái hành động nó tội nghiệp ác đạn lắm. Thì bây giờ mình gian mũi tình cảm, đã là gian mũi tình cảm rồi thì đời kiếp nào các con phải trả lại cho người ta y ran như người ta, mà đến với các con mà các con đi thả mồi cái kiểu đó vậy đó, thả mồi cái kiểu đó là các con thiếu nợ rồi. Mà đã là thiếu nợ rồi thì thế nào các con cũng phải trả à. Các con nhớ nè, thiếu tiền trả tiền, thiếu tình trả tình, thiếu cái gì trả cái này. Còn các con sát sanh thì thiếu mạng trả mạng. Nên tất cả các con nhớ, một con ruồi, một con mũi, con kiến không dám giết. Vì sao? Vì thợ sợ thiếu nợ mạng. Còn thiếu tiền người ta không không bao giờ dám thiếu tiền người khác. Vì thiếu tiền sẽ trả tiền mà còn trả tiền lời nữa. Còn thiếu tình thôi không dám thiếu tình, tại vì thiếu tình sẽ trả tình. Bây giờ nếu như trong cuộc đời này các con thiếu nợ ba mối tình thì nhất định các con phải trả nợ ba mối tình là chắc chắn luôn. Thế nào cũng phải trả, thế nào cũng phải trả, mà trả còn trả lời nó chết trời. Thôi các con ơi, mình nghiêm túc đàng hoàng đi, thấy không? Nếu mà sống ngoài đời mà không đi tu thì cố gắng có đạo đức, rồi một ngày nào đó có cái nhân duyên thì một người nào được đàng hoàng công tử bột gì đó đến nó tìm cho con thì đủ duyên, mình thấy cũng dễ thương cũng được, phải không? Thì thôi lúc đó thì tính sao. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta đừng có bao giờ mà làm điều không phải, không? Nó những điều như Đức chia sẻ đó để cho mỗi một đứa ngồi đây đó, các con phải nhận thức được cái nhân cái quả trong cái cuộc đời này. Chứ đừng bao giờ mình nói là tôi khéo léo, tôi lanh lẹ, tôi dụ dỗ người ta, không hay ho gì đâu. Các con dụ dỗ người ta, các con đều thiếu nợ người ta chứ. Nó không có được một cái gì cả ha. Nó nên ba cái tiêu chuẩn mà như Đức nói đầu tiên các con nhớ là gì? Tập là các con phải có lễ phép, nhớ không? Lễ phép gặp người, ví dụ như vô chùa đi, A Di Đà Phật, nhìn kiểu này là thấy được rồi đó, A Di Đà Phật, không? Còn đừng có gặp quý thầy quý Phật tử gặp người ta một cái, đi ngang cái vừa gặp mặt đi ngang cái, sao kỳ cục cái trời. Chúng ta gặp nhau cái bây giờ, thí dụ như giờ các con gặp những đứa các con, ai với đạo Phật chào thầy, những đứa nó cái đó là trả lễ rõ ràng, đúng không? Nó gặp đầu rõ ràng mà nó trả lễ rồi. Hoặc là mình nói một tiếng gì người ta, ai với đạo Phật trả lễ rồi, đúng không? Nên từ nơi đó mà gì các con lễ phép một cái gì đâu có sao đâu, đâu có tốn tiền đâu, không? Nhưng mà tập cho gương mặt mình nó tươi vui. Ví dụ như các con gặp người mà chào cái ai với đạo Phật, ngoài đời gặp anh hai, nó quen nụ cười, nó quen á. Ví dụ như bây giờ một cái động tác gì quen nó trở thành giỏi, một bài hát hát lâu nó thành hát hay, một nụ cười cười nhiều nó thành cười có duyên. Còn một con người mà nó không từng cười mà nó cười một cái thấy sợ lắm. Cái đứa mà nó không cười thấy ghê lắm các con. Cái đứa mà nó không cười nghe, mà nó gặp mình nó cười nghe rồi xong rồi đó, tại vì nó thường không cười. Còn một con người mà thường cười á là nó rất là dè nhại, vì cái nụ cười nó rất là tự nhiên, dù là cái mặt không đẹp, cái miệng không đẹp mà lạ ai có gì. Tại vì sao? Vì cái nụ cười nó cười nhiều người, gặp người đem nụ cười cho người ta chào nhiều người quá nên nụ cười nó trả lại cho mình hành có duyên à, hành có duyên à. Nên á, các con phải tập là gặp người hỏi han và gương mặt tươi vui. Đây là một cái đặc sắc của một con người này là gì? Về sau công việc các con toàn là công việc mặt tiền không à. Công việc của các con là mặt tiền,
Còn cái người mà không biết cười nó đưa các con đi vô đâu? Trong hẻm không? Có nghĩa là làm việc trong hẻm đó là làm việc gì? Làm việc phía sau người ta. Còn cái gương mặt tươi vui là nó ở mặt tiền, không là vị trí cao các con. Thật sự mà nói ai mà không chọn cái người gương mặt tươi vui ở vị trí mặt tiền? Chứ không lẽ đi lựa cái bà mà cái mặt gửi cái mặt tiền cục cũng chết luôn tự nhiên. Đang đứng ngay cái xe đồ ăn bán, đưa cái mặt cái bà. Mình đi ra mình muốn mua đồ, mình nhìn vô thấy cái mặt á. Đi lại cái xe đằng kia, vừa lại xe đằng kia người ta vừa gặp nghe. Ôi chị mua đồ cho em đi chị. Cái mà được đi chị ghé coi coi. Còn đi ngang cái bà kia. Mình tính ghé mua mà đi ngang gặp cái mặt á. Mình đi luôn. Nhìn mặt ghê quá. Thấy chưa, dù như người ta coi thấy chưa. Nên á, ví dụ như mình buôn bán mình gặp người ta cái đi. Chị, ghé mua đồ cho em. Xong rồi lừa. Xong cái thôi này không mua được. Mình nói thêm câu à, chị cứ lại đằng kia chị coi, lại đằng kia chị coi đi, chị coi nếu mà được á ha, được giá chị cứ mua nghe, nếu xa quá thì thôi chị cứ mua đi, nhưng mà lần sau chị ghé hỗ trợ em nghe chị, lần sau chị ghé được thì hỗ trợ cho em nghe. Tự nhiên người ta lại đằng kia ta mua đồ xong hết trên đoạn đường, người ta đi về người ta nhớ cái lời nói mình văng vẳng trong tay. Trời, cái đứa gì đâu mà nó dễ thương gì đâu, không mua đồ mà mình thấy dễ thương, làm sao nhất định mới mua đồ. Những đức nói thật đó, những đức mà gặp người như vậy là nhất định làm sao những đức mão hết trơn cái sạch luôn. Tại vì sao? Vì nó dễ thương quá. Tự nhiên rồi bây giờ mình không mua mà nói một câu ăn tình vô cùng à, chị đi lỡ đó mua đi, nếu gần thì mà nếu giá được chị ghé lại mua giùm em. Còn nếu như mà thấy sao thôi chị tiện đường chị cứ mua đi, nhưng mà lần sau chị ghé mua phụ em nha. Các con có tốn tiền không? Cái câu nói có tốn tiền không? Gặp người ta lựa đồ quá trời, người ta không mua, người ta để xuống, người ta đi. Mình không có cái gì mà gọi là ta thấy, mà cái hành động của con vậy thôi, là đoạn với người đó. Nhưng mà nếu nó phát ra cái hành động chửi người ta nữa thì thôi, tiêu rồi, thua rồi. Là cái như là có con ế chắc chắn luôn, ế nhè đi. Hiểu không? Đó là gọi là gì? Tập từ khi còn nhỏ, gương mặt tươi vui là một cái hành động tuyệt vời. Những đức nói nghe, các con chỉ cần tươi vui, gặp người biết chào hỏi thôi là ai cũng thương. Mà đó là ai cũng thương thì cho mình cơ hội nhiều vô cùng. Các con biết những đức có tiền nhiều là từ đâu? Những đức rất là vui, ai gặp những đức cũng cảm thấy bình an đấy. Các con thấy đoàn Hà Nội, đoàn người ta về chưa? Nó từ ở Hà Nội miền ngoài người ta vô đây mà người ta gặp những đức người ta mừng lắm. Mà trong khi những đức cái mặt xấu quá, đẹp đẽ gì đâu mà sao người ta thích gặp. Có thấy không? Mà có những người chọn người ta chụp hình với mình mắc cỡ cũng chết. Xấu quá mà chụp hình cái gì mà vậy, mà có nhiều bà có chụp hình mới làm nè. Dựa cho mình vậy đó à, ngộ ghê. Có nhiều cô người ta miền ngoài ta vô ta gặp những cái chụp hình là ta cứ nhìn tay như thế vậy đó. Ngộ ghê, làm như người ta quý mình lắm vậy đó. Mà trong khi mình cái mặt vô gì đẹp đẽ gì, hiểu không? Nhưng mà cái hành động của những đứa là gì? Là vui. Và thêm là những đứa gặp người ta, những đứa rất là nhiệt tình. Mà có gì đứa tặng hết trơn, nhiệt tình vậy đó. Mình đến với người ta bao nhiêu phần trăm thì người ta đến với mình bao nhiêu phần trăm, hiểu không? Đó là niềm vui rất là quan trọng dành cho một người con gái. Đừng có nói là chúng ta xấu đi chăng nữa, miệng chúng ta rộng, hô diện đức đi chăng nữa, nhưng mà gặp người chào cô đúng không? Người ta dễ thương đúng không? Còn bây giờ các con đẹp như hoa hậu luôn vậy đó, mà gặp người ta cái đúng không? Con gặp là cười, mà cười nó kiểu không phát tâm đó các con. Cười nó dẫn ở bên đây lên nhẹ cái rồi xong. Nụ cười giống như hoa nở dội tàn, các con hiểu không? Mình cười mình phải có một cái tâm hồn gì nó cười chứ. Ví dụ như các con cười nó phải có một cái hồn gì chứ. Đúng không? Tự nhiên. Chào anh. Ghê mất tiêu rồi. Trời, cười cái đó chắc chạy mất dép quá. Cười cái đó giống khỉ mọc má vô cùng luôn, hiểu không? Cười nó phải có một cái cảm giác gì của một nụ cười. Khi mình nói chuyện với ai, mình giao tiếp cái gì, nó cũng phải có một cái tâm hồn gì dành cho người ta chứ. Ví dụ như bây giờ như nó đi tu vậy, nhưng mà đi nó nói chuyện với một người ta đang khổ, có những người phái nữ á, người ta đang buồn, đang chán gì, người ta gặp những đức á, trò chuyện với người ta, mà rồi người ta nhìn mình mà người ta cảm thấy người ta mến á,
Tại vì mình nói chuyện, mình giao tiếp, mình nói chuyện mà người ta cảm thấy người ta gỡ gói cái nỗi lòng người ta ra, gỡ ra hết, không? Không có buồn nữa. Cái tự nhiên khi mà gỡ được cho người ta, cái ta làm gì nè, mình nó nhìn như vậy. Đúng không? Có nghĩa là các con phải tập, có một khả năng là gì? Bạn bè buồn mình chia sẻ được. Bạn bè buồn, ví dụ như bạn bè quá buồn đi, mình chia sẻ, mình nói là tôi ngày xưa cũng buồn như bạn lắm đó bạn ơi. Nhưng mà tôi càng suy nghĩ ra mình buồn không giải quyết được vấn đề bạn ạ. Tại sao chúng ta không nhìn nhận một phương hướng để mà chúng ta hướng lên, hướng đến để mà tốt hơn. Ví dụ như một đứa bạn nó bị bạn trai nó chia tay, nó chán, nó buồn vô cùng. Mình nói, trời ơi bạn ơi, cha mẹ mình sinh mình nuôi mình không lớn, mình lỡ yêu một người mà giờ ta hết yêu mình thì thôi, chứ làm gì mà bây giờ mình vì cái người đó mà mình đi buồn chán. Mình chưa vì cha mẹ mình buồn chán mà mình vì người đó mình buồn chán, có đáng không bạn? Không nên đâu bạn à. Tôi thấy bạn đẹp lắm, cuộc đời của bạn còn nhiều chàng trai còn được hơn thằng đó nữa, nhiều thằng nó đang lết các bạn đó, bạn không có ế đâu, tôi tin chắc luôn á. Bạn nhiều người thương lắm, bạn đừng bao giờ tiêu cực vì một con người như vậy mà bạn đi buồn khổ một chi. Bạn buồn khổ nó cười bạn thêm, bạn đừng nên như vậy, bạn dễ thương lắm. Tôi là con gái rồi, tôi thấy tao tôi còn kết mà. Mình nói như vậy năng cái nhỏ này lên rồi, chứ nó à vậy chắc mình cũng được rồi, đúng không? Tự nhiên là thấy một cái hành động của con, thấy chưa, cái cách giao tiếp rất tuyệt vời. Nó có nghĩa là mình gặp ai mình cũng có thể chia sẻ cho người ta nghe được, làm cho người ta vui được. Vậy thì mình là một con người tuyệt vời. Tự nhiên trọ đi đâu người ta có bu xung quanh mình chứ, ta thích mình quá nó bu xung quanh mình luôn, tại vì mình là người đem cái niềm vui cho người khác, hiểu không? Ví dụ như đến nói chuyện nãy giờ các con vui các con mới ngồi gì chứ, chứ gặp mà các con không vui thì các con ngồi chút con làm nè, ôi trời nghĩ đi, nó đau chân chứ bộn đau chân đâu trời. Nhưng mà nhờ nó vui chút nó đỡ đau chân đó, chứ gặp mà nó buồn đi hoàn toàn cái tâm trạng nó buồn thì các con nói, trời sao nói hoài vậy trời. Vô đây mà gặp một tuần 4 ngày bụi chắc chết quá chịu không có nổi đâu, nói gì đâu mà nói dòng vo tăng quá, nói rên rỉ, nói gì đâu mà chết người ta đứng lên đi ông mới là ông, hiểu không? Tại vì nó chán quá rồi, biết không? Nó không có cảm thấy sôi động của một cái buổi nói chuyện. Buổi nói chuyện nó phải cảm giác kìa, nó có linh hồn sống trong đó. Chứ bây giờ mà nó nói cái chuyện khô cứng nó bị thua rồi, nó áp lực vì cái chuyện mà giáo dục thì không được rồi. Giáo dục mà nó áp lực quá con không nghe được nữa. Nó phải có làm sao cảm thấy ướt át vui vẻ nó mới tiếp nhận được. Con người chúng ta ai mà không thích cái niềm vui, có niềm vui rồi người ta mới mở rộng trái tim ra và tiếp nhận mình, hiểu không? Nên trước nhất là phải có cái duyên và vui vẻ người ta mới tiếp nhận mình. Chứ nếu như mà gương mặt lúc nào cũng mỏ nhọn rồi, trời ơi ghê gì đâu, nó chạy mất dép luôn, biết không? Nó dù cho mình sao gì, dù mình có sức môi chăng nữa, mình gặp người cũng ôi trời, sức môi mà sao mà thấy mình đơn kiệt đâu, mình thương đi gì đâu nha. Người ta có trời sức môi, sao có duyên dễ thương gì đâu. Có khi nghe một đứa con gái thiệt đẹp vậy mà nó thương mình sức môi, mình hỏi vì sao, vì sao đẹp như vậy mà thương mình sức môi, không thương tôi, nói sức môi mà có duyên. Còn anh đẹp trai mà vô duyên quá, nó không thương hết trời, hướng dẫn nó nghe. Nên cái duyên quan trọng lắm. Nên những đức mong rằng các con đi vô chùa sẽ được tiếp nhận giáo dục tốt đẹp. Và sau này cuộc đời của các con á, chúng ta đến với nhau một vai trò một người thầy hướng dẫn. Thì trong vai trò người thầy có nói vai trò người bạn ở trong đây luôn. Tại vì vai trò của thầy á, là Khổng Lão Phu Tử nói, trong vai trò của thầy có vai trò của bạn và có vai trò của cha mẹ nằm bên trong. Nếu như người làm cha làm mẹ mà đặt vai trò cao thì con không gần gũi được, nên chúng ta phải lấy vai trò bạn để đến với con. Nên trong vai trò cha mẹ cũng có 3 vai trò kia, mà trong vai trò của thầy cũng có 3 vai trò kia. Nếu người làm ngành giáo dục mà không biết lấy cái vai trò của bạn đến với học trò, vậy thì khó thế nào dạy được học trò lắm. Tại vì có những lúc mình phải cởi mở tâm tư, mình gần gũi như là một người bạn gần với học trò. Rồi có những lúc mình cứng cỏi như một người làm cha mẹ quyết đoán. Có khi mình cũng mạnh mẽ như một người thầy để dạy dỗ. Rồi có khi mình nhẹ nhàng cũng một người bạn gần gũi với bạn, để mà gọi là giao tiếp, để mà thân cận, để nhắc nhở nhau, đúng không? Thì bây giờ chúng ta được cái nhân duyên như vậy các con à. Sau này các con lớn lên trong cái đường đời này, mỗi đứa nó mỗi phương hướng và tư tưởng. Thì sau này trong cuộc đời này có những đứa thì hạnh phúc, tốt đẹp,
có những đứa thì cũng không được hạnh phúc trọn vẹn đâu. Nhưng mà chúng ta được cái duyên gặp nhau gì cũng tuyệt vời lắm rồi. Mong rằng là chúng ta hướng về nhau để học tập cho tốt đẹp. Và trong cuộc đời này mình nên sống cho có ý nghĩa. Dù các con có gặp những cái khổ đau gì trong cuộc đời này, nên nhớ rằng chúng ta còn có những người bạn như vậy, và còn có những ngôi chùa như vậy để chúng ta được tiếp nhận gần gũi và nương tựa trong cái cuộc đời mình được bình yên. Trong những lúc mà mình cảm thấy buồn chán nhất thì phải nhớ là những lời này và buổi chia sẻ này nó để mãi mãi cho các con coi đó, để chúng ta phải vượt lên chính mình và sống cho đặc biệt tốt đẹp trong cuộc đời này, để sống cho có ý nghĩa. Thôi, chúc các con vui nha. A Di Đà Phật. Hồi hướng nghỉ. Nguyện